ngày hôm nay mình sẽ review tất cả các bạn một món quà mà mình vừa được nhận từ Facebook Gaming. Đây là một món quà rất là to, rất là nặng. Mình rất là vất vả để quần nó từ lúc nhận về đây, và đố mọi người biết đây là món gì. Thôi bật mí luôn. Đây là một chiếc ghế để livestream, và mình sẽ dùng từ ngày hôm nay đi, mình sẽ dùng chiếc ghế này để mình livestream trên Facebook. Mỗi khi các bạn nhìn thấy mình livestream trên Facebook, các bạn sẽ thấy mình đang ngồi chiếc ghế này. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lột chuồng cái chiếc ghế ra xem nó có cái gì hay ho ở trong này. Yes, let's go. Wow, các bạn thấy to dã man luôn. Và đây là một tấm gì đây? À, Jotaro Dio. Hô, mưu cắt tới kuru no ka? Nige zu ni kono Dio ni chikazuite tới kuru no ka? Tấm hướng dẫn lắp ghế. Yeah, hướng dẫn sử dụng. Tấm này chắc chắn là mình sẽ phải nhìn nó rất là nhiều. Và sau khi có tấm này xong, đây là chỉ là lót thôi. Ui, thầy ơi! Trời ơi! Bảo sao nó nặng? Ui, bản chất cái này nó nặng à. Ui, nó đóng thành một cục luôn đấy. Có rơi không? Ui, kìa. Ui, to vãi nồi. Đấy liệu ơi sếp, đây là một cái gọi là tựa đầu. Wow, đúng là ghế được gửi từ Mỹ về, nguyên tài điện. Đây là không có một cái chữ nào chữ tiếng Việt, toàn tiếng Anh, vãi đạn lực. Oh, yeah. Như là cái cổ xoay của cái ghế này, khá là nhiều đồ. Và bây giờ thì mình sẽ phải tìm cách, trời ơi, cho mấy cái này gọn vào đã. Mình sẽ phải tìm cách để mình lắp được cái đống đồ này vào để cho nó thành hình một chiếc ghế. Nặng vãi. Yes. Mình sẽ làm cái thử thách, đó là lắp chiếc ghế này trong vòng 15 phút để xem có hoàn thành thử thách hay không. Mình sẽ đặt một cái đồng hồ bấm giờ ở đây. Đây là lần đầu tiên mình lắp cái ghế này. Đồng hồ bấm giờ. Lần đầu tiên mình lắp cái ghế này và mình thử thách trong vòng 15 phút. Ok, bắt đầu. Và như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong việc lắp chiếc ghế này. Thực sự là lần đầu lắp mất thời gian vãi đạn các bạn. Và đây là thành tích của mình. Mình lắp mất 19 phút 37 giây 58. Có nghĩa là chỉ chậm so với tiến độ có 4 phút thôi. Đây là điều mà mình thực sự là rất là cảm thấy rất là nể phục bản thân. Vì không ngờ bản thân mình có thể làm điều tuyệt vời như thế. Chết nhầm, 29 phút, có nghĩa là để gấp đôi thời gian. là 15 phút thôi, nhưng mà vì sao mình lắp mất tầm gần 30 phút, nhưng mà có một cái nữa là mình lắp mất mẹ 30 phút các bạn. Nên là bà sếp là em ném hiểu sao em này bất thường nguyên ốc, em không hiểu tại sao lại như thế. Nhân tiện đây thì rất là cảm ơn Facebook Gaming, rất là cảm ơn OTA đã tài trợ, gọi là đã tặng mình chiếc ghế này, một món quà thực sự là tuyệt vời và không còn gì tuyệt vời hơn. Lắp ghế xong rất là mệt để ngồi ghế này, wow, mình muốn ngả lưng như thế, xong rồi nằm đây khoảng 15 phút thôi. Đấy, các bạn bấm giờ cho mình sao ngồi đúng 15 phút mình nghỉ ngơi đây thôi là mọi thứ xong xuôi rồi. Mệt quá, đùa ghế xịn. Wow, cảm ơn tất cả mọi người đã xem đến hết đoạn clip này. Cảm ơn tất cả mọi người. Và hãy nhớ theo dõi livestream của mình trên Facebook Tuấn Tiền Tỉ vào 10 giờ sáng và 21 giờ tối hàng ngày nhá. Bye bye. Yeah. Hãy nhớ like page Tuấn Tiền Tỉ vẫn xem trước để nhận được những video mới nhất đến sếp nhá.